Mì ăn đi con. Tiếng của anh là tiếng gì? Thì mấy cái tiếng mà anh hay nói đó. Cái gì ma măng ta ma mấy sự gì đó. Em thích lắm. Em muốn nói giống như anh vậy đó. Cô ấy nói cách nói chuyện của tụi mình đó giống như là thịt ba rỗi vậy. Thịt ba rỗi nửa nạc nửa mỡ đó. Sao anh lại cười? Bộ anh không muốn dạy em hả? À không, em muốn thì anh dạy. Vậy mới là anh của em chứ. Bà Khang nè, má để ý thấy lúc này con mới gọi mama nữa. Sao vậy con? Dạ không có gì. Có người nói cái kiểu nói của con á, nửa nạc nửa mỡ, giống như thịt ba rỗi. Con nghĩ cũng đúng, cho nên tự nhất mình sẽ thấy.